Chào anh em, chia sẻ anh em một tác phẩm dúi dáng thú nha anh em. Mới vừa cây nặng hai người khiêng nha, cây rất to nha anh em. Cây này có cái bề đế từ trước đến sau là rộng, chiều dài nó là 130 nha, chiều cao là 115 nha anh em. Còn hành ngay cây cổ đó là đo thử chú, một pho dúi dáng thú nằm rất là đẹp anh em, rất là hay luôn. Nếu mà phải 80 hả? Rồi quanh ngay cổ 80. Cây này hai người khiêng nha anh em. Chân đế rễ của nó đây anh em. Một tác phẩm dúi nha anh em nha. Rất là hay luôn anh em. Cây khá đẹp nha anh em. Nành là hai người khiêng nha anh em nha. Rồi anh em nào hợp thì giao lưu ủng hộ nha anh em. Chào anh em.